thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai còn thấy nhau. Trở lại với channel của mình nè. Thì mình là Hero Max đây, lao vào từ vị trí của Murat Toro, hất tung lên Sinetia định lao vào combo, nhưng rất may mắn là tôi dùng chiêu cuối một cách kịp thời nha. Nếu như mà không dùng chiêu cuối kịp thời thì tôi đi Mỹ rồi anh em à. Làm gì đây Sinetia ơi, nhưng mà đen quá đi. Elsu nó ngắm trượt anh em à. Nếu như pha đó Elsu nó ngắm trúng thì sẽ là một câu chuyện khác nha anh em ơi. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Murat nha anh em à. Mình cho mình xin lỗi bạn bạn gì ngày hôm qua đã bình luận ở trên clip của mình á. Đó chính là bạn có yêu cầu mình là làm về vị tướng Vera. Thì mình cũng đã đồng ý rồi, nhưng mà tối hôm qua thì tôi trong cái quá trình mà tôi dọn dẹp bộ nhớ điện thoại thì tôi vô tình tôi xóa luôn cái clip Vera rồi anh em ạ. Cho nên là cho tôi thật sự là tôi xin lỗi bạn rất nhiều nhé. Và mình hứa với bạn luôn là ngày mai clip Vera sẽ có nhá. Rồi cho mình xin lỗi bạn rất nhiều nè, xin lỗi một cách chân thành luôn đó. Thì ok anh em ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ làm vị tướng Murat, một trong những vị tướng để trong tủ của Hero Max nha anh em ơi. Nói đùa chứ đây là một trong những vị tướng thì tôi cũng là khá là bét đây. Ủa mà nó bét mà nó phàm quái mà nó để cho quái về là sai rồi anh em ạ. Trời ơi, nó nói là tướng để trong tủ đó, để trong tủ mà vậy đó anh em ơi. Rồi và mình cũng sẽ tặng clip này cho tất cả các bạn đang xem trên kênh của Hero Max nhá. Chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành nè. Và trong cái khoảng thời gian này thì mình cũng dặn anh em luôn là cũng đừng có nên là tập trung đông đúc tại ví dụ như là siêu thị nè, hay là rạp chiếu phim nè, vân vân. Anh em hạn chế nhé, bởi vì dịch Covid vẫn chưa có được gọi là Việt Nam kiểm soát một cách hoàn toàn đâu. Vì thế hãy tự bảo vệ cho bản thân của mình nha anh em ơi. Rất hay đến từ vị trí của Quyền Vương, sách đao thành công Quyền Vương tiên bản nha anh em ạ. Và cái trận đấu này thì tôi buộc phải đánh thường anh em ạ, bởi vì tôi đang luyện lại cái cảm giác tay chơi Murat. Nhưng mà anh em yên tâm đi, đây là đánh thường của hạng cao thủ mà, anh em lo quá. Anh em yên tâm đi, tôi sẽ đánh nghiêm túc mà, chứ không có kiểu như là quăng game đâu. Mà với lại đánh thường của hạng cao thủ thì nó cũng y chang như là đang đánh cao thủ vậy anh em à. Cho nên là như thế nào cũng được nhá. Ui giời ơi, có tích được nội tại hay không đây? Murat ơi, ráng lên. Rồi ơi, có chiêu cuối rồi. Đó, anh em thấy chưa? Đó là cái tác hại của việc anh em không sóc đam Sinetia ngay lập tức. Cho nên sau khi mà cũng tầm là 3-4 trận, và trận này là trận thứ 5, tôi tiếp xúc với vị tướng Sinetia thì tôi rút ra được một cái kinh nghiệm cho mình, đó chính là hãy bích những vị tướng sóc đam cực mạnh, ví dụ như Rignac, Jill, Ben, Joker, Quyền Vương, thì những vị tướng đó mới có thể gọi là outplay chính diện Sinetia nha. Chứ nếu như ví dụ như Aeron nè, rồi ai nữa anh em, Lữ Bố nè, mà gặp mà solo với Sinetia thì xác định đi, nó outplay ngay lập tức luôn đó anh em ơi. Vừa có khống chế mà vừa có hút máu nữa, một trong những vị tướng có thể nói gọi là khá là triển vọng của Liên Quân. Và anh em cũng có thể thấy rằng là nghi can thì Liên Quân càng ra những vị tướng có cái nội tại nó vô cùng là lạ và bá đạo. Điển hình là Sinetia với khả năng đổi máu của mình cho đổi máu của tướng địch thành bản thân của mình, thì có thể nói rằng là
đây là một trong những vị tướng hứa hẹn là sẽ bị cấm nhiều trên ranh, đều đặc biệt là ở những cái mức ranh cao nha anh em ạ. Nó có thể là thay thế được Allen hay không thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại thì thấy là Allen vẫn quá bá anh em ơi, không biết là chừng nào mới giảm sức mạnh nữa, chứ mà nó cứ như vậy hoài thì ai mà chơi được. Anh em có thể thấy rằng gần như auto 99% là Allen bị cấm. Những vị tướng thường bị cấm là Alistair nè, Allen nè, Tony nè và một và có thể là sẽ là Sinatra nữa nha anh em ạ. Đó, những vị tướng đó thì chắc chắn rồi, đem vào hạng thì nó sẽ gọi là mất, nó bị chênh lệch sức mạnh đó anh em ạ. Nhiều khi tôi thấy rằng là tướng của Liên Quân á, nó ra nó hơi mạnh, nó hơi mạnh quá so với quy định. Nó không phải thuộc quá phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng, nhưng mà chỉ cần mà chúng ta chỉ biết sơ sơ chơi sơ sơ một chút thôi là chúng ta đã cũng có thể bét được vị tướng đó rồi. Nhưng Murat không là một trường hợp ngoại lệ nha anh em ạ. Mặc dù là đã ra mắt rất rất lâu rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, Murat vẫn là một trong những vị tướng yêu thích của nhiều người đi rừng nha anh em ạ. Và nó cũng gọi là huyền thoại, một huyền thoại không bao giờ lỗi thời, giống như là Nakroc đó anh em ơi. Nakroc cũng rất mạnh, nhưng Murat chúng ta nó lại có độ nhỉnh hơn. Đó chính là chiêu 2 và chiêu cuối của Murat có thể outplay rất rất là nhiều vị tướng luôn. Tại sao là mình lại nói như vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích nhé. Ở cái chiêu 2 của Murat đó, anh em có khả năng là không bị chọn là mục tiêu. Mà không bị chọn là mục tiêu có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi choáng, mọi khống chế vào người anh em, khi anh em bật cái chiêu 2 đúng lúc thì anh em sẽ chả bị gì hết nha. Sinitia định lao vào gánh tôi. Đó anh em thấy chưa, máu của tôi chuyển thành máu của nó rồi đó. Ghê không, kinh khủng không? Đó, vì thế chơi Sinatra thì hãy cân nhắc và lên những cái món đồ giảm hồi máu như là đao tri hồn hay là sách tri hồn nha anh em ơi. Đó chính là một số điều quan trọng khi anh em đối đầu với Sinatra nè. Còn về cái vấn đề chiêu cuối của cái vị tướng Murat này á, thì nó cũng rất là đặc biệt luôn. Nó không giống như những vị tướng khác, chính là nó có phong ấn. Và cái cách để anh em mở khóa phong ấn và dùng được chiêu thức này, đó chính là anh em phải đánh thường 4 lần. Đó, thì khi anh em dùng chiêu cuối, anh em sẽ rơi vào cái trạng thái không bị chọn là mục tiêu giống như chiêu 2 luôn. Và không có một khống chế và một cái lượng đam nào có thể áp sát được anh em cả. Rất là may mắn cho Jaina luôn nha. Đam tôi mà to tí nữa là nó lên bảng đếm số rồi anh em à. Đây, tôi biết thế nào, Jaina nó cũng đứng trong trụ à. Nó cũng đâu đây à, nó không về đâu. Nhìn là biết rồi, chắc chắn là sẽ không về. Nè, tôi đoán không sai đâu nha anh em à. Nè, 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè. Rồi mày xong rồi. Một nè, mày có toát đưa tàu đâu con trai à. Tôi bị con tình yêu nhá, chào đây. Chắc bạn biến về cái trạng thái giảm 50% sát thương đó, tôi vẫn đủ đam nhá anh em ơi. Đó, và đó chính là cái mẹo mà khi mà chúng ta gọi là bắt bài tướng địch nhá. Nhiều bạn sẽ có khả có cái tư duy là đánh rất là nhanh. Chính vì thế chúng ta hãy lợi dụng cái đó làm bàn đạp, đánh vào điểm yếu của họ luôn. Đó, anh em có thể thấy rằng do Sinatra qua đó nhây lì, không chịu về hồi máu, cho nên tôi mới bắt bài được. Và tôi ảo anh trảm chết được Jaina. Đó cũng chính là một cái mẹo rất hay mà anh em cũng có thể áp dụng vào trận đấu hạng của mình nhé. À rồi, thì nãy mình đang nói dở đó chính là khi mà chúng ta dùng chiêu cuối và chiêu 2. Ủa vậy thì làm sao để có thể tối ưu một bộ combo hoàn hảo để có thể combo vào tướng địch? Thì cái cách mà mình combo thường sẽ là như sau. Đầu tiên anh em dùng chiêu 1 lần 1, chiêu 1 lần 2 làm choáng tướng địch. Trong cái khoảng thời gian mà choáng được tướng địch lần thứ nhất bởi cái chiêu 1 lần thứ nhất thì anh em đánh thường 2 lần. Trong cái khoảng thời gian đánh làm choáng lần thứ hai thì anh em đánh thường thêm 2 lần nữa là được 4 lần đúng không? Đó, rồi sau đó anh em dùng chiêu 2 để phá giáp tướng địch. Sau đó anh em dùng ngay chiêu cuối luôn thì cái lượng đam của anh em gây ra sẽ là vô cùng to lớn nhé. Còn cái bộ combo nâng cao của vị tướng Murat này á, thì nó sẽ là như sau nè anh em à. Anh em chú ý nhé. Đầu tiên đó chính là nó như vậy nè anh em à. À, đầu tiên là anh em sẽ đánh thường 4 lần. Đó đúng không? Sau đó, ví dụ như có một vị tướng nào đó trả lại bắt anh em, đúng không? Thì anh em lướt chiêu 1 lần 1, chiêu 1 lần 2. Lướt ra xa luôn. Rồi sau đó nếu như anh em còn thấy tướng địch còn đứng ngay cái bóng của anh em nữa, anh em giật về và dùng ngay chiêu cuối. Đây là cái bộ combo nó vô cùng bất ngờ, mặc dù là nó không có hiệu quả nhưng nó gây tính đột biến rất cao. Và anh em chỉ có thể áp dụng được cái bộ combo này khi mà chúng ta quá xanh nha. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi quá xanh thì cái chiêu cuối chúng ta nó mới mạnh được. Chứ nếu như anh em có thể thấy rằng pha đó tôi lướt chiêu 1-2 lần ra ngoài mà, thì làm gì mà có đam thêm nữa, đam chỉ tập trung vào cái chiêu cuối thôi. Vì thế anh em hãy hết sức cân nhắc khi sử dụng cái bộ combo này nhé.
Rồi còn về cái vấn đề Bú Đồ, Bú Ngọc và Vũ Phùng Hiệu thì mình sẽ lên như sau nè. Đầu tiên Ngọc Đỏ là con vật lý xuyên giáp, còn tiếng con vật lý tóc dài cầu lộn, con vật lý xuyên giáp nhá. Hay là bị tim bạn đang bị tim tôi ganh nè. Tiếp tục là Ari, Ari dùng chiêu cuối của không khí rồi, nhưng mà Yena lại vẫn tiếp tục quăng quại trong giao tranh nè, dùng chiêu một lần một nè, chiêu một lần hai nè, chấp bạn luôn, không bật chiêu cuối nha. Và tôi đã giết thành công về tướng Yena rồi anh em ạ. Còn cái vấn đề Bu Ngọc thì mình lên xe như sau. Ngọc Đỏ có vật lý xuyên giáp, Ngọc Tím có vật lý tóc chạy và Ngọc Lục là có vật lý xuyên giáp. Nếu như anh em không thích thì anh em sẽ lên như sau. Ngọc Đỏ có vật lý xuyên giáp, Ngọc Tím là hút máu, 5 viên hút máu, 5 viên có vật lý tóc chạy và Ngọc Lục là có vật lý xuyên giáp nhé. Anh em có thể thấy rằng cái Bu Ngọc này thì nó có hút máu, nó rất là dễ đánh cho những anh em đi rừng. Còn về vấn đề Bu Đồ thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên chính là kiếm truy hồn, sau đó chính là giày kiên cường, thu xuyên phá, phối hợp kiếm, nan vene và cuối cùng chính là giáp hộ mệnh nhé anh em ơi. Còn về vấn đề Bu Phù Hiệu thì mình cứ lên ma tính mà chơi thôi, hoặc là ma chú cũng được, sóc đam cho tốt. Đậu xanh nó đọc Bu Đồ, Bu Ngọc, Bu Phù Hiệu giống như là chó dí vậy anh em à. Trời ơi, ảo trảm thiếu đam anh em ơi, một chút nữa thôi là chết chắc rồi, đen quá là đen luôn ha. Đây rồi, đây rồi, Cavani chạy đâu đây, bắt ba thành công và cái chiêu cuối vô cùng là ảo diệu từ vị trí của Illumia, kép góc AD tiên bạn thành công rồi, lao vào thấp đam bị tướng Sinestria và buộc Sinestria phải về. Có phải nào thủ được cái đợt lính này rồi anh em ơi? Đây rồi, chạy đâu đây Sinestria ơi, chạy đâu đây bạn ơi, ảo trảm nè, và không, vẫn không đủ đam anh em à. Mặc dù là đã lết game rồi nhưng vẫn không đủ đam, hơi đen nha. Nhưng mà lần này thì bạn chạy đâu đây khi mà có Elsu hỗ trợ và cái đòn đánh thường là vô cùng to lớn nha anh em ơi. Rồi ok, và chạy đâu đây, bây giờ là giao trụ và ép luôn nè, đỏ anh em thấy không? Trời ơi, tôi nói thiệt chứ quyền vương trời ạ. Hơi đen anh em à, cái chiêu 2 nó hồi không kịp, chứ cái chiêu 2 nó hồi kịp thì cái trụ nó tủi liền mà nó giết tôi luôn nha anh em à. Đây rồi, đây rồi, lao vào, ui Ari lại là một combo mù mắt nữa anh em ơi, dùng chiêu cuối vào không khí anh em à. Sợ thật sự luôn anh em ơi. Ôi, lại biết làm gì đây. Sợ thật sự luôn. Ông bạn tôi cho Ari ghê quá anh em à. Đây rồi, cứu đi Ari ơi, cứu, cứu Elsu đi nào, dùng chiêu cuối long kiếm. Và lần này thì là trúng nha anh em à. Rất là hay và rất là cũng có một chút phần may mắn luôn. Tại vì trận này tôi chơi chung với ông bạn của tôi anh em à, mà ông bạn của tôi thì cũng khá là ít chơi Liên Quân. Đa số thì ông chơi những cái game đá banh, ví dụ như Rim, Lego, Soccer, rồi FIFA, Online 4, đó những cái game đá banh. Cho nên là vì thế là sẽ có những cái pha mù mắt. Mong anh em thông cảm nhé. À rồi, và đó cũng chính là kinh nghiệm của mình, hay gọi là cái kinh nghiệm từng trải của mình khi mà mình chơi vị tướng Murad nhé. Mình chơi vị tướng Murad này cũng được tầm 2 năm rồi, nhưng mà những khoảng thời gian trở lại đây thì tôi khá ít chơi Murad, bởi vì có nhiều vị tướng hot hơn, cho nên là tôi thường sẽ tập trung vào những vị tướng đó hơn là Murad. Nhưng Murad nó vẫn sẽ là một cái thứ gì đó, nó vẫn mãi mãi ở trong lòng tôi và không bao giờ có thể phai nhòa được. Chính cái vị tướng Murad này đã giúp cho tôi lên cái bậc hạng kim cương một ngày đó nhé. Kim cương một ngày đó là tinh anh một bây giờ đó anh em ạ. Rồi bây giờ ăn con kinh công này và lên kết thúc trận đấu thôi, không nhây nhưa nữa, càng nhây thì sẽ càng thua nha anh em à. Liên Quân là như vậy đó, chứ không phải là do kỹ năng đâu. Liên Quân càng nhây là càng thua nha anh em ơi. Kỹ năng là chiếm 80%, nhưng 20% mới chính là tinh thần chiến đấu của anh em và cái sự gọi là sự nhạy bén của anh em trong giao tranh nhé. Rồi ok, và cảm ơn anh em đã xem clip của mình nè. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share và subscribe để giúp cho channel của mình ngày một phát triển nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo vào ngày mai nè. Bye bye anh em nhé. Bye bye. Bye.